Xin mến chào cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác cùng các bạn Việt Nam thân mến. Ngày hôm nay quý vị đã đi vào một cái khu du lịch ở xứ Tây Ninh đó quý vị, có tên là Long Điền Sơn ha. Thì phía sau nhã nè, nhã nhìn thấy là những cái nơi mà người ta trưng bày hoa đó quý vị, rất là nhiều luôn. Hoa này thì có là hoa cúc, hoa cúc màu vàng á, rất là đẹp. Đó thì không khí mùa xuân đó quý vị đang đến rồi. Đó, thì cũng mời ha cô chú anh chị theo chân nhã để mà cùng khám phá xem cái khu du lịch này. Đó, cái cảnh bông hoa này nọ hả vị, nó đẹp như thế nào nha. Đó vị thấy không, quá chừng ha, quá chừng những cái em cúc ở trong đây, đây bé cúc quá hồ đẹp quá ta, cúc màu vàng ha. Cúc này không biết phải gọi tên nó là cúc mâm xôi hả quý vị. Đó, nhìn thấy nè, ồ nhiều quá ha, nó một dải cúc luôn đó quý vị. Nhìn sơ ha, tưởng đâu là cánh đồng cúc, cánh đồng hoa cúc đó quý vị thấy không, quá nhiều, rất là dễ thương luôn. Nó nhìn những cái cảnh này thích lắm quý vị ơi. Ô oh, có con gì đây, con cắt kệ à, mày vô mày ăn cắp bông cúc đúng không, tại nó đẹp quá đúng không. À, chứ không phải đâu, nghi lầm con cắt kè ha. Đó vị thấy không, rất là dễ thương luôn đó quý vị. Ồ cả cánh đồng cúc ha, wow dễ thương quá ta. Rồi ok đi tiếp thôi quý vị ơi. Đó đây, đây là nhã đây, đi ghi hình cho cô chú anh chị xem á. Đó, wow đẹp quá hả quý vị. Ồ bên đây nè, bên đây á có những cái cô đó dọn dẹp vệ sinh ở trong đây ha, để mà tạo cái cảnh quan đẹp nhất cho khách tham quan. Đó, để mình nhả ghi hình tốt nhất cho quý vị xem á. Wow, bên đây có cái cầu nữa quý vị ơi. Có cái cầu ha. Đây có con gì ta? Con này không phải sư tử, giống con kỳ lân hơn ha quý vị. À, con này giống con kỳ lân hơn ha. Đẹp quá ha. Ồ, giống con kỳ lân. Đó, quý vị thấy không? Hai con kỳ lân, hai bên. Đó, kỳ lân nhớ vậy chứ không phải kỳ đà cắn mũi nha. Đó, kỳ lân rất là đẹp. Đó, thì ngay cái lối này á vị, nó có một cái cầu, có một cái cây cầu ha màu đỏ để đi qua. Ok rồi, bây giờ nhã đi lại gần đó ha, nhã ghi hình cho cô chú anh chị xem. Wow đẹp quá quý vị ơi. Đó vị thấy không, cái cầu màu đỏ nè. Wow, từ ở trên cây cầu này nhìn xuống thì nó có cái gì đây? Ở phía dưới đây nữa vậy, người ta làm giống như là những cái chú rùa mà chở chú rồng ha. Nó dưới có cái thác nước nhỏ đó, nhìn khá là đẹp. Xung quanh đó thì nhiều cây dương sĩ hả vậy, nhiều cây dương sĩ nó vị thấy không, dễ thương ghê ha. Wow ok rồi, đi tiếp qua cái cầu bên đây nha. Wow đẹp quá quý vị ơi. Còn đây là nhã đây. Đó quý vị thấy không, khung cảnh ha, xung quanh đây. Đó, vào cái mùa gần Tết âm lịch hả quý vị. Đó, bởi vì nhã đi vào hơi sớm, đó vài bữa nữa là mới Tết. Đó, thì mới có đồng ha, khách vào đây tham quan. Nhã đi trước để mà ghi hình cho cô chú anh chị xem. Đó. Ở bên đây hơi bị đẹp anh ta. Wow, ở phía sau lưng nhã nữa quý vị ơi, nó có một cái hồ. Đây, có một cái hồ rất là đẹp luôn. Đây này, đây này, đây này. Đó quý vị thấy không, hồ ha. Đó, ngay chỗ này nữa quý vị, mình mới hiểu thêm là tại sao có cái tên là Long Điền Sơn. Ok, đó quý vị nhìn thấy không, xa xa đó, xa xa ha. Cái phía bên đây nè, ở phía bên đây. Đó, ngay cái chỗ cái ngón tay nhà đó là cái núi đó vị, có nghĩa là sơn á, sơn là núi ha, long là rồng. Nó hồi nãy ở ngoài cổng thì có chú rồng, đây là núi. Còn muốn mà thấy cái điền đó vị, có nghĩa là đồn điền, có nghĩa là những cái nơi mà trồng ruộng lúa thì vị phải đứng trên cái núi, đứng trên cái núi nhân tạo đó ha, mới thấy được những cái đồn điền đó. Rồi còn đây là cái cảnh xung quanh nữa vị, xung quanh mặt hồ ha, trong khu du lịch Long Điền Sơn đây. Wow đẹp quá ta,
Đây là cái lối đi nè, đó quý vị thấy không? Oh, người ta làm khá hay ha quý vị. Đó. Oh, những cái rào sắt bảo vệ. Đó, nhìn thì có thể thấy ha, phía bên ngoài. Oh, đẹp quá. Đó quý vị thấy không? Không gian rất là thoáng ha quý vị. Đó. Wow, đây có những cái ghế ngồi nữa nè quý vị. Những cái ghế ngồi dài dài đây ha. Ngắm mặt hồ với người yêu thì phải nói là tuyệt vời. Đây đây. Đó quý vị thấy không? Khung cảnh ha. Khung cảnh mặt hồ. Đó, mặt hồ vào buổi chiều ha quý vị. Vào buổi chiều hoàng hôn. Đó, rất là thích luôn. Còn đây là có cây gì ta? Cây liễu thì phải. Nè quý vị, có cây liễu nè. Đó quý vị thấy không? Cây liễu ha, liễu rủ. Đó, còn đây là nhã đây. Đó. Liễu rủ bên ven hồ. Ồ, cái cảnh này nhớ Đà Lạt quá quý vị ơi. Chắc là năm nay ha, phải sắp xếp đi Đà Lạt một chuyến để mà ghi hình những cái cảnh bông hoa này nọ. Đó, những cái điểm du lịch mới ha của Đà Lạt. Đó. Ồ. Wow, wow. Lỡ đụng cái nó rớt xuống nữa quý vị. Đó, nhưng mà nó héo rồi nha. Đó, không bắt đền nha. Ok. Còn đây là cảnh ven hồ nữa vì đó vị nhìn thấy à. Ồ, thích ghê á, cảnh ven hồ hay quá ha, công nhận. Nó một cái không gian không có lớn lắm mà nhân tạo thôi quý vị, người ta có thể làm ra cái hồ này ha. Đó, rất là dễ thương luôn. Ok rồi, vì cùng ngắm nè không gian xung quanh đây, quá thích hả quý vị. Đó vị thấy không, một khung cảnh ha, một khung cảnh Long Điền Sơn. Ồ, quá đẹp luôn. Tuyệt vời. Tuyệt vời, ông mặt trời. Đây, đây là nhã đây. Ồ, có lẽ ngồi nghỉ mệt tí xíu hả vị. Đó, nghỉ mệt tí xíu ha. Cho vị ngắm không gian xung quanh đây. Đó, thì nó có những cái gì hay ha. Ok. Rồi, nghỉ mệt ngồi uống nước đi. Ok. Đó, vị thấy không? Chiều chiều ha, chiều chiều đi hồ đó, ngắm à, hi hi. Ok, ổn hơn rồi đó. Đó vị thấy không, à, phía sau nhà đó là cái núi á, núi nhân tạo á. Phía trên núi đó vị, nó có một cái Phật Di Lặc. Nó một cái Phật Di Lặc ở trên đó ha, khá là đẹp. Ok. Ồ, công nhận buổi chiều chiều đó vị, mà đến cái hồ này nó ngắm nhìn ha, cái cảnh xung quanh rồi nghỉ ngơi á, tuyệt vời lắm quý vị ơi. Nè, đây là một cái chai nước, nhớ đem theo nha, để uống. Nó có lúc khát nước đó quý vị. Wow. Rồi. Đặc biệt là cái chai nữa, nó có một cái nắp nữa. Đó, một cái nắp ha, giống như là một cái ly gì đó. Đó, cái ly để mà mình có thể đem theo khi du lịch đó, thì mình chỉ cần rót nước ra vậy thôi. Rồi, uống. Wow, uống nước ở đây cảm giác nó cũng ngon hơn ở nhà nữa quý vị ơi. Đó quý vị thấy không? Rồi, để nhớ ghi hình tiếp cho quý vị xem nè. Đó, khung cảnh xung quanh đây ha. Ồ, đẹp quá ta. Cái rào trắng ha. Đó, cái rào trắng ngay chỗ này. Rồi, đi lại đây. Đó quý vị thấy không? Thích ghê ha. Phải nói là ngày nào mà cũng ở khu vực ven hồ này, nó ngắm cảnh hoàng hôn hả vị. Bây giờ thì mặt trời có lẽ là sắp lặn nữa vị ơi. Nó mà nhìn cái mặt hồ ha, xung quanh đây cảm giác rất là yêu đời luôn. Đó vị thấy không, đẹp ha. Ồ, không gian thoáng quá. Wow, bên kia hình như nó có một cái chùa hay là cái lối vào giống giống như hoàng cung quý vị ơi. Đó. Rồi nhớ để đây cho quý vị xem ha. Chút xíu cho phải qua đó. Đó, để ghi hình tiếp cho cô chú anh chị xem nha. Mặt hồ rợn sóng. Tuy không phải là biển ha quý vị. Nó nhưng mà cũng thấy sóng ha. Đẹp quá. Thích ghê ha quý vị. Đó quý vị thấy không? Ồ, nó phía sau có cây cầu, mà trên cái cầu đó
có giống như là những cái cổng của chùa đó quý vị. Để chút xíu ha, qua đó ghi hình tiếp. Ok, còn bây giờ thì Nhã xin cảm ơn ha cô chú anh chị Việt Kiều ở Mỹ và những quốc gia khác rất nhiều đã dõi theo những cái video khám phá về du lịch của Nhã nha. Đó, nếu mà cô chú anh chị thích video của Nhã ha thì hãy nhấn nút subscribe, đó, subscribe cái kênh của Nhã bên dưới để mà nhận được những cái video mới nhất nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Ok.